Alo. Sáng nay đi gặp khách hàng mặc mỗi cái áo phông. May mà vừa được con sơ mi này của ông, mặc thích phết. Thế mai qua nhà tôi nhậu nhá. Được đấy nhỉ. Sơ mi của nó mặc đẹp phết. Mấy hôm nữa ra mua mấy cái mặc cho nó thoáng mới được. Gì đấy? Thằng này hay ho phết nhỉ? Khăn mùi xoa lại có gen à? Quần chip à? Người chơi hệ gì đấy? Chồng về rồi đấy à? Cái quần của em này, tìm mấy ngày hôm nay mà không thấy. Nhớ vợ thế à? Lại còn cấm quần của người ta nữa. Lại trong túi. Bạn này. Dám ngoại tình sau lưng thằng này à? Nghĩ thằng này ngu lắm à? Anh em ngăn hùng rồi à? Phải. Thích thì chiến, xem thằng nào bị thiến. Quần của mình đây. Thế quần này của ai? Anh cầm quần chip của con nào? Không không không. Đi vào đây. Đi vào đây. Đâu đâu. Em hỏi anh, anh bao nhiêu tuổi rồi? 28. Có còn sửu nhi không? Không. Trâu mọc sừng rồi. Đầu có não không? Không có não. Chỉ có óc. Có óc mà lại làm những cái việc mất óc thế à? Anh người lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà đi đánh nhau. Tại nó đánh anh trước. Ôi, tôi xấu hổ vì chồng. Xấu hổ vì chồng. Anh biết lỗi rồi. Nói. Tại sao nó lại đánh anh? Nói. Tại nó bảo anh chồng thì như thế này mà làm sao? Mà lấy về con vợ vừa ngu vừa xấu vừa cục xúc mồm chề thì con gà ngáo mắt thì như con ốc lồi ấy. Nó thằng nào? Nhà ở đâu? Điện thì cũng thể. Số nhà, đường, ngõ, ngách. What? Bố mẹ nó là ai? Có lúc nào bà nào? Có ai chụp lưng không? Em bình tĩnh. Sao thế? Anh ngồi xuống đây. Anh mệt rồi. Hiệp tiếp theo cứ để em. Khoan vợ, khoan. Cái gì? Hay là anh nghĩ là nó nói đúng, thế nên anh cản em? Không, khổ quá. Ý anh là như này này. Bây giờ em đi nhá. Em gặp nó, em phải chửi nó như này. Em phải chọc đúng cái chỗ ngứa của nó. Em chửi nhá. Cái thằng đẹp trai khoai to mà bất lực. Đấy, vợ thì á, không đẻ được, bị bạn bè nó khinh rẻ. Này, nhưng mà anh chửi nó trước hay là nó chửi anh trước? Nó tuổi gì mà chửi anh trước? Nó đánh cho thế này còn là nhẹ đấy nhá. Quan nước lắm ấy mà kêu em đi báo thù cho anh. Quan nước lắm ấy mà kêu em đi báo thù cho anh. Hay thì hay, hay này. Đi vào đi. Ăn đi anh. Không có thức ăn hả em? Bao nước mắm đây. Sao lại bảo không có thức ăn? Em quên, vẫn còn món cá nữa. Đấy, anh biết ngay mà, anh biết ngay là em quên mà. Làm sao mà không có thức ăn mặn được, đúng không? Chờ tí nhá. Đây rồi, thức ăn mặn của anh đây. Ở đây có 4 con cá. Mỗi bữa, vợ chồng mình ăn 1 con. Như vậy là ăn được 2 bữa. Như này thà không ăn còn hơn. Công bố thêm vài cái đợt dịch rồi giãn cách. Đến lúc đấy á, ngắm còn chẳng có chứ nói gì là ăn. Sĩ không ăn thì đây càng có. Ê! Làm gì đây? Lấy tiền mua thức ăn cho làm gì? Tiền thì không đưa, xong đòi ăn ngon. Dịch ra như thế này, lấy đâu tiền mà ăn ngon?
anh nói cho thằng ấy biết nhá. Một người vợ đảm ấy là một người vợ có thể lo được cho chồng một bữa ăn thật là ngon, đàng hoàng, không cần tiền. Số tiền này anh phải mua thức ăn cho con gà chiến của anh. Một ngày nó ăn 112 hạt ngô. Số tiền này chỉ đủ ăn cho một tháng của nó thôi. Mà hôm qua anh đi qua, anh lại thấy con gà chiến của anh mọc thêm một cái cựa. Đúng là quý gà hiếm. Không hiểu. Gà quý, gà hiếm. Người may thì lấy vợ đảm, người dại thì lấy vợ ngu. Anh bảo ai ngu đấy? Không, anh chỉ bảo là vợ người ta đảm đang giãn cách như này vẫn được ăn thịt thôi. Yên tâm, hôm nay có thịt. Có thịt á? Thịt của anh đây. Em ăn thịt gà. Anh ăn đi, mải thoái. Ui, vợ đảm thế. Vừa thơm vừa ngon, vừa dai vừa giòn. Chuyện em mất bao nhiêu công vặt lông đấy mà mãi mới chặt được hai cái cựa. Mãi mới chặt được hai cái cựa. Hai cái cựa. Con gà chiến của tôi. Vợ ơi, anh biết anh sai rồi. Không từ chối được mồi là tội của anh. Vợ ơi, vợ tha lỗi cho anh. Anh hứa, anh sẽ không đi nhậu nữa. Sau ngày hôm nay. À, sau thêm vài hôm nữa. Nhá, anh không đi nhậu nữa đâu, anh sợ lắm rồi. Đứng lên. Ơi. Đứng thẳng lên. Vẫn biết về là tốt rồi. Vợ nói thật không? Hôm nay vợ cứ dịu dàng bất thình lình làm cho anh cảm thấy cứ rộn ràng trong tim thế nào ấy. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh mà. Là sao? Em làm gì đấy? Đi. Đi, cứ đi thẳng nè. Em dẫn anh đi đâu đấy? Anh cứ đi rồi biết. Không được nhận mở mắt ra đâu đấy nhá. Em dẫn anh đi đâu đấy? Sắp đến rồi. Anh mở mắt ra đi. Anh có thích không gian này không? Hôm nay là ngày đặc biệt của anh, thế nên em đã chuẩn bị cho anh những điều đặc biệt như thế này đấy. Anh chờ em một chút nhá, em đi thay đồ. Ngày đặc biệt như thế này thì mình phải trở thành một người đặc biệt. Chào chú nhé. Wish that I could make you smile. You fit me perfectly and I fall for you again. Anh đã sẵn sàng bắn xả rồi. Anh làm gì đấy? Em đang phát live trực tiếp sinh nhật của anh mà. Em đang phát live trực tiếp sinh nhật của anh mà.